Táo ngọt không em ơi? Chào chị mua táo ạ. Ừ, chị mua táo, ở đây có cho ăn thử không em? Dạ được chứ chị, chị chờ tí để em lấy con dao em cắt nhỏ ra cho chị ăn thử nhá. Hôm nay gặp được chị khách hiền lành lịch sự ghê ấy nhỉ. Ở đây chị ơi, để em cắt cho chị. Ngọt đấy. Em ơi, dưa ngọt không em? Lại là chị à? Ừ, hôm nay chị mua dưa, có được nếm thử không em? Dạ được ạ, nhưng mà chị được nếm một tí thôi nha chị. Biết rồi, nếm một tí thôi chứ ai mà đi nếm nhiều. Bây giờ chị đứng im đây nhá, để em lấy dao em cắt nhỏ cho. Chị đứng im đây nhá. Ừ, nhớ là phải đứng im đi. Ngọt lắm. Mai chị sẽ quay lại. Thanh long có ngọt không em ơi? Lại là chị à? Em không bán cho chị nhá. Chị lại đến đây chị ăn xong rồi chị không mua chứ gì. Mời chị đi cho, em không bán. Này, em làm gì mà tính lóng như kem ý. Chị đưa em hẳn 200k, coi như là bù lại mấy lần trước, được chưa? Đấy, chị cứ dễ thương như thế thì ai nói làm gì. Mời thượng đế nếm thử ạ. Ngọt lắm. Thôi chị đi về đây em, mai chị lại ghé lại nhá. Hôm nay lời to ấy. Ngân hàng địa phủ Việt Nam. Này, cái chị kia, đứng ra. Em ơi, quả này có ngọt không em? Lại là chị à? Lại đến đây để ăn thử rồi không mua chứ gì? Không bán, đi chỗ khác. Nhà chị có mỗi hai bố con, nhà nghèo lắm. Hôm nay 8 tháng 3 chả có gì tặng bố. Dành dụm được ít tiền để đi mua trái cây cho bố, vậy mà em lại đuổi chị. À thế à? Thôi thì cũng thương cho hoàn cảnh của chị. Lần này em bán cho chị. Thế chị nếm thử một tí được không em? Cũng được, nhưng mà ăn một miếng thôi nhá. Để em lấy con dao em cắt cho. Tội nghiệp ghê, cái hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ. Không ngọt lắm. Alo. Ok. Nani? Em ơi, chị có việc gấp rồi, chị phải đi ngay đây, mai chị mua nhá. Bye bye. Này, đồ lừa đảo, đứng lại. Sau nhiều ngày bán trái cây nhưng bị lỗ nặng, anh bán trái cây quyết định chuyển về quê bán mía để sinh sống. Đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ là sao. Mía ngọt không em ơi? Ôi dồi ôi, em lại chi? Em đã phải về quê sinh sống rồi mà chị vẫn cứ ám em vậy hả? Ôi trùng hợp thế, chị cũng cùng quê với em ấy. Hôm nay về quê lại được gặp em. Sao cái số tôi nó nhỏ thế này hả trời? Em không cần chị mua, em đã phá sản rồi chị vẫn chưa vừa lòng à? Chị đi đi. Em không bán thì thôi, làm cái gì mà căng. Ô kìa, đằng kia có đánh nhau kìa. Ô, đánh nhau đâu? Ai đánh nhau? Đánh nhau chỗ nào? Ô, ơ. Ngọt lắm. Mai chị đến mua ủng hộ nhá. Hơi, hy vọng là hôm nay không gặp lại cái bà tham ăn hôm trước. Em ơi, mía ngọt không em ơi? À, ôi rồi ôi, em này, lại. Em bị gì mà kêu ầm cả lên ấy? À, không phải, em nhầm ạ. Sao dạo này bà này không đến nhỉ? Này anh ơi, anh có thấy cái cô gì hay ăn mồm rộng không nhỉ? Em ta đang... không biết, ta không biết. Này cô ơi cô, cô có thấy cái chị gì hay ăn mà cái mồm rộng như thế này? Cô không biết đâu cháu ơi. Này anh gì ơi, dạo này anh có thấy cái cô gì mà mồm rộng ơi là rộng đi qua đây không anh? À, cái cô mà đút cả quả vào mồm ấy nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Tuần trước thấy bị xe đụng, nhập viện mất rồi. Sao anh biết em ở đây mà tìm đến? Chị cứ tưởng em ghét chị lắm, không ngờ trong lúc hoạn nạn em cũng đến thăm. Em làm sao mà quên được chị? Thực sự thì hôm nay em có một điều muốn nói với chị ạ. Em định nói vào lúc này à? Được rồi, em nói đi, chị nghe đây. Tiền ăn quýt trái cây 5 lần là 300.000. Tiền xăng xe đến thăm chị là 150.000. Tổng cộng là 500.000. Úi dồi ôi, không ngờ em lại tốt với chị như vậy. Cảm ơn em nhiều. Ủa? Em tính toán từng đồng với chị mà chị còn cảm ơn là sao? Bởi vì em không bắt chị tính tiền viện phí là 20 triệu, em phải lo cho chị đấy. Ôi dồi ôi, bán trái cây không được bao nhiêu mà còn phải lo cho cái của nợ này. Mà thôi, chuyện tiền bạc tính sau, em có đem cho chị quả thanh long, ăn cho nó mau khỏe. Mà này em dặn nè, ở đây cũng là chốn đông người, chị ăn nó nhỏ nhẹ lịch sự thôi. Chứ chị mà ăn như mọi hôm á, là em đội quần đấy. Biết rồi, không cần phải dặn. Biết thế là tốt, để em lấy con dao gọt vỏ cho. Ồ, ngọt lắm.
Mai em lại đem trái cây cho chị nhá. Rồi thế là xong trách nhiệm nhá. Hôm nay bác sĩ cho xuất viện rồi. Chị xuất viện vui vẻ nhá. Em đi về. Hẹn không gặp lại chị nhá. Bye bye. Khoan đã. Hả? Cái gì? Em phải thanh toán tiền viện phí cho chị chứ. Ôi dồi ôi. Người nhà chị đâu không trả mà bảo em. Chị sống một thân một mình, không có người thân. Rồi xong đợt này là nghèo luôn rồi. Mà này em ơi, chị hết sạch tiền ăn rồi. Cái gì? Không còn một đồng nào để ăn luôn à? Chị đói quá. Thôi được rồi, coi như là ân huệ cuối cùng nhá. Em dẫn chị đi ăn một bữa cuối cùng, rồi chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa, ok? Ăn thôi. Ủa? Ai vậy? À, tiện thể em bao chị gái của chị ăn luôn nhá. Sao hồi nãy chị bảo không có người thân? Chị quên. Nhìn mặt chị này hiền lành này, chắc là ăn uống thủy mị hơn chị nhiều. Ừ, em nói đúng rồi đấy. Ai mua trái cây khô? Chú ơi, dưa có ngọt không? Chào người đẹp, em mua trái cây à? Ủa mà chú ơi, cái anh gì mà đẹp trai hay bán trái cây ở đây đâu nhỉ? À, cái thằng Hiệp đẹp trai bán trái cây đúng không? Nó mới bị ốm, nằm liệt giường ở nhà rồi. Trời ơi, thế thì cháu phải mua trái cây đến thăm anh ấy mới được. Chú cho cháu nếm thử đi rồi cháu mua. Tôi không có ngu như cái thằng kia mà cứ để cô lừa nhá. Không có ăn thử gì cả nhá. Không cho thử thì thôi. Ơ, chị mèo Simmy ở trên trời kia. Thôi, chị đừng có mồm điêu. Đâu, chị ấy đâu? Làm gì có chị mèo đâu. Ừ, lừa ai? À. Ngọt lắm. Thôi, cháu đi thăm anh bán trái cây đây. À, cho cháu xin luôn quả dưa nhá. Đằng nào cũng lỡ cắn rồi. Nghe nói em bị ốm, chị đến thăm, đem cho em quả dưa để bồi bổ nè. Không ngờ chị cũng tốt tính phết đấy. Trước giờ em cứ toàn nghĩ xấu cho chị. Em thấy áy náy quá. Chị không tốt thì ai tốt. Thôi em ăn dưa đi cho nó khỏe. Vâng, thế thì chị chờ tí để em lấy con dao gọt vỏ. Hai chị em mình cùng ăn nhé. Dưa ngọt lắm. Ủa, tính ra là chị đem dưa cho em ăn mà. Em là người bị ốm. Ui, chết tiệt, cái mồm chết tiệt này. Chị không muốn ăn mà nó cứ tự ăn ấy. Đúng là những lời đàm tiếu qua loa linh tinh cũng không thể cản bước được chị ăn như con tinh tinh. Em cứ nói thế nào, ai cũng khen chị ăn uống duyên dáng. Mà này chị ơi, em có một điều muốn nói với chị. Em nghĩ là lúc này là lúc phù hợp nhất để nói rồi. Gớm, sao tự nhiên nghiêm túc thế? Chị không quen, sao có cái gì nói đi. Thật ra thì em thích chị. Ui dồi ôi, em đùa à? Chắc là tại gu của em nó mặn đấy. Nhưng mà mỗi lần chị mua trái cây chỗ em á, em cứ thấy chị vừa dễ thương vừa thông minh kiểu gì ấy. Không biết thì chị thấy sao ạ? Thật ra thì đối với chị thì...